Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài về so sánh các số trong phạm vi 10.000 nhé. Mình có bài tập sau. Bạn hãy chọn dấu đúng đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vì trên tia số 999 đứng trước 1.000 nên 999 sẽ bé hơn 1.000 đó nha bạn. Hoặc bạn có thể dựa vào số chữ số của những số này nhé. Vì 999 có ít số hơn nên sẽ bé hơn 1.000 nhé bạn. Mình có bài tập khác này. Bạn hãy chọn dấu cho đúng đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy là trong hai số có số chữ số khác nhau, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn nha bạn. Còn với số mà có cùng số chữ số thì bạn sẽ so sánh bằng cách nào vậy? Hãy chọn dấu đúng đi nha bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Từ hai bài này thì bạn đã rút ra được cách so sánh hai số chưa nè? Đó là cách mình phải so sánh từng cặp chữ số cùng một hàng với nhau. Mà nhớ bắt đầu từ trái qua phải bạn nhé. Còn nếu số của các hàng đều bằng nhau hết thì hai số đó sẽ bằng nhau nhé bạn. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại bạn nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi,
bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.